Anh xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Tiếng Hàn EPS. Mục tiêu của bài học này là gì? À, chúng ta sẽ sút chai phải... Arapoki, có nghĩa là chúng ta tìm hiểu về số đếm. Tiếng Hàn có tầng hai dãy số, hai loại chữ số khác nhau. Một loài chữ số bắt nguồn từ gốc Hán và một loài chữ số do người Hàn tự biên soạn ra để dùng. Chúng ta cùng đến với số đếm gốc Hán các bạn nhé. Số đếm gốc Hán được gọi là số Hán Hàn. Hàn người ta thương nói chung là số hàn hàn và số gốc hàn thì có gì số không đầu tiên sẽ đọc là cùng như vậy con này đồng âm gần âm với tiếng việt là số không phải không ạ bởi vì tiếng việt ta cũng có à, chữ hàn việt chữ hàn hàn số hàn việt số hàn hàn vân vân và à, tiếp theo các dãy số như sau y i sam sa o yuk chil pal cu và chúng ta cùng điểm lại nhá các bạn cùng đọc theo cô nhá nào cùng Ư, y, sam, sa, o, dụ, chi, pal, q. Như vậy chúng ta đã đếm 0 đến 9. Vậy số 10 sẽ là gì? Số 10 sẽ là ship. Ship. Và ship này nếu mà đếm số 11 thì chúng ta sẽ lấy ship cộng với in tạo thành gì ạ? Tạo thành ship in. À, ship in chúng ta đọc nổi ấm sẽ là ship il. Và 12 sẽ là gì? Ship cộng với y ship cộng với y tạo thành số 12 gọi là CP. Và số 13 thì cũng tương tự như thế chúng ta lại lần lượt lấy ship cộng với dãy số hàng đơn vị để tạo nên số. Và chúng ta có nào? 13 sẽ là, là ship xám, 14 là ship xá, 15 là ship ô, ship giúp, ship chín, ship pal, ship cu. Ồ, rất giống tiếng Việt phải không ạ? À? Chúng ta cũng có 10 cộng 1 tạo thành 11. 10 cộng 2 tạo thành 12, 10 cộng 3 tạo thành 13. Vậy thì Người Hàn cũng dùng như thế. Người Hàn dùng số Hàn Hàn cũng ghép giống như vậy. Như vậy là chúng ta cảm thấy nó rất là gần với tiếng Việt, rất là gần gũi và rất là giống với tiếng Việt phải không ạ? Rất là dễ. Vậy chúng ta sẽ có 20. Chúng ta chỉ cần lấy 2 cộng với 10 tạo thành 20. Vậy thì 21 thế nào? Lấy lấy 20 cộng 1 tạo thành gì ạ? Đó chính là 21 là ECP. À ECP. Đấy. 22 sẽ là Y si B, hai ba, y si sam, y si sa, y si o, y si giúp, y si chín, y si pan và y si cu. Như vậy là điểm số từ 1 đến 29 cũng thật là dễ. Chúng ta cùng đọc lại với cô lần nữa nhé. Kong, il, y, sam, sa, o, giúp, chil Pal, cu, si, si y, si y, si sam, si sa, o giúp. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Mời các bạn chúng ta cùng đến với bảng tiếp theo. Đó là ngoài cái hàng đơn vị rồi thì chúng ta bắt đầu đến số hàng chục tròn nhá. Hàng chục tròn 10 là ship, 20 sẽ là số 2 cộng với 10 tạo thành ship và 30 sẽ là gì ạ? à, sẽ là 3 cộng với 10 tạo thành là gì? À, 30. 40 sẽ là 4 cộng với 10 tạo thành là 40. Rất là dễ phải không ạ? Ô ship, rúc ship, chiên ship, pan ship, cu ship, vân vân phải không ạ? Vậy đến 100 thì chúng ta sẽ đọc như thế nào? À, 100 tiếng Hàn đọc là pet. Có số 1 nhưng lại không đọc 1. À, không đọc là in pet mà lại đọc là pet. Thế nhưng mà 200 thì vẫn phải đọc số chứ sao? Như vậy 200 vẫn phải là i pet. Bởi vì 100 thì có thể không đọc nhưng 200 không đọc thì làm sao phân biệt được số phải không ạ? Vì thế cho nên 200 sẽ là ipec. Vậy 300 sẽ là gì? À nhất định là sampec và 400 sẽ là sapec. Vậy số lẻ thì đọc thế nào? À, tiếng Hàn không có đọc lính lẻ đâu các bạn nhá. Tiếng Hàn chỉ có đọc thế này ạ. Opec giúp. YUP. Và trên hàng trăm thì sẽ có hàng ngàn. Hàng ngàn tiếng Hàn gọi là chon. À chon. Và cái hàng cái ngàn này cũng không được đọc số 1. Như vậy là số 1 của bị đọc xóa đi số 1 của ngàn cũng bị xóa đi chỉ đọc là pet và chân đấy và chúng ta sẽ đọc gì ạ à, 2 ngàn sẽ là y chân 3 ngàn sẽ là xám chân 4 ngàn sẽ là xa chân vân vân vậy 10 ngàn đọc thế nào 10 ngàn có phải đọc là ship chân hay không 10 ngàn không được đọc là ship chân mà 10 ngàn người Hàn sẽ đọc là man có nghĩa là người ta cũng bỏ cái số 1 này đi và người ta chỉ đọc man man có nghĩa là vàng các bạn nhá nếu các bạn xem phim mà cổ trang của người hàn hoặc người hàn đều thấy là hoàng trang mắn xê hoàng trang mắn xê có nghĩa là người ta đang nói là hoàng thường vạn tuế có nghĩa là hoàng thường muôn tuổi và chữ man này chỉ là vậy chữ man này chỉ là vàng các bạn nhá 20 mươi ngàn sẽ đọc là gì à không đọc 20 mươi ngàn không đọc y ship chân mà sẽ đọc là y man đấy còn 50 mươi ngàn năm ngàn sẽ đọc là Oman oh đấy và tiếp theo 100 trăm ngàn sẽ đọc là gì ạ à, xin man đúng không ạ người ta dừng ở bốn số các bạn nhá nhất định là nhớ bốn con số cho cô học số Hàn-Han là phải nhớ luôn luôn dừng ở bốn số các bạn nhá à, vậy thì một triệu ta sẽ đọc là gì ạ à đó chính là peng man chúng ta dừng ở bốn số đây ạ và peng man lương của các bạn nhân ở hàn quốc thường hỏi nhau là cô lương của bạn được mấy pet và trên của triệu thì sau khi dừng ở bốn số rồi thì ta sẽ có gì ạ? Ta sẽ có là số ngàn. Vì thế cho nên ta sẽ là chân man. Có nghĩa là ngàn vạn. Nếu 100 triệu, tức là có tầng hai lần man, hai lần bốn chữ số này, thì chúng ta sẽ đọc cái gì ạ? Đó là đọc y rock. à. Như vậy bây giờ đơn vị này, đơn vị của tám số sau, chúng ta đọc là ốc. Và ở đây cô không bôi đỏ bởi vì nó không không giống như những số trước là xóa cái số 1 đi là gạch cái số 1 đi mà chúng ta sẽ đọc số 1 vào còn là iroc e nếu 200 triệu thì chúng ta sẽ đọc là e 300 triệu sẽ đọc là samok vân vân nhưng mà những cái số này thì thông thường à, chúng ta hầu như không dùng đến nơi nó quá lớn đi đối với tiền hàn vì đồng tiền có giá trị cho nên là người ta thường không dùng đến số này mà chỉ có người lao động chúng ta chỉ quan tâm đến đơn vị này là đơn vị quan trọng Đấy. vì lương chúng ta được tính bằng tiền man các bạn nhé